Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm 70 năm đền ơn đáp nghĩa. Đây là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng đã cống hiến xương máu, hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ban tổ chức mong muốn thông qua các hoạt động tại triển lãm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đây cũng khơi dậy các nguồn lực trong xã hội, tạo sự chuyển biến về hành động nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Theo dự kiến, triển lãm 70 năm đền ơn đáp nghĩa sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.